bước sang năm thứ 13 của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thay đổi thói quen người tiêu dùng, tự hào khi sử dụng các sản phẩm Made in Việt Nam, gia tăng sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, mẫu mã chất lượng hàng Việt ngày càng nâng cao, nhà sản xuất hàng Việt ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa. Tại doanh nghiệp này, để hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, doanh nghiệp đã có nhiều phương án linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, thay đổi mẫu mã, chế biến sản phẩm theo các hương vị khác nhau, tạo ra các sản phẩm hạt điều thuần Việt, có chất lượng, giá trị dinh dưỡng cao để phục vụ nhu cầu đa dạng của đông đảo người tiêu dùng. Chúng tôi đã chế biến đưa vào nhà máy trẻ và xong đưa về thành phẩm, đưa lên trang mạng điện tử và đưa vào các siêu thị, các chuỗi trong nước để cho người dân của người Việt Nam mình làm sao tiếp cận được tốt nhất với sản phẩm để làm sao cho người Việt dùng được hàng Việt một cách an toàn thực phẩm và đảm bảo được uy tín và đảm bảo được chất lượng cho người Việt. Trong thời gian qua, nhiều chương trình kết nối giao thương xây dựng các mô hình liên kết đã được các ban, ngành, hiệp hội tổ chức để liên kết, kết nối các chuỗi sản xuất kích cầu tiêu dùng trong cả nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì tổ chức những cái hội chợ sản phẩm nông sản thực phẩm, hội chợ kết nối cung cầu và những cái hội chợ sản phẩm đặc sản vùng miền để đưa những cái doanh nghiệp Việt, đưa những cái sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu dùng trên các cái địa bàn của thành phố Hà Nội và đặc biệt là các cái khu công nghiệp, khu chế xuất và các cái huyện vùng xa của thành phố Hà Nội. Các cái điểm bán hàng Việt thì được giới thiệu ở tất cả các cái hệ thống phân phối, các cái chuỗi kinh doanh và một số những cái đại lý của các cái doanh nghiệp sản xuất hàng Việt. Theo Ban chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, đối phó với thách thức khó khăn khi Việt Nam đã là thành viên của các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP là hết sức cần thiết. Các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt cần tận dụng cơ hội rất đáng giá này để chiếm lĩnh thị trường. Muốn vậy, phải nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường khâu chế biến, đa dạng sản phẩm, cải thiện mẫu mã gắn với xây dựng thương hiệu, đồng thời chuyển đổi số hóa để thích ứng với các nhu cầu của người tiêu dùng. Cần coi trọng thị trường trong nước với gần 100 triệu dân và nhu cầu đang tăng cao. Cùng với đó là thay đổi và chủ động trong cách tiếp cận người tiêu dùng theo hướng hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.